Chào tất cả mọi người và hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong bài số 27 giáo trình Minato Nihongo ni, được chưa ạ? Và Minato rất là hân hạnh được đồng hành cùng tất cả mọi người. Và bài ngày nay chúng ta sẽ cùng nhau học về những cấu trúc pháp là kanoke, thứ nhất là động từ thể khả năng, thứ hai là từ kikoemasu, miemasu. Chúng ta sẽ phân biệt hai thằng này khi mà chúng ta học ở trong bài động từ thể khả năng. Và tiếp theo là từ dekimasu và cuối cùng là từ shika, được chưa ạ? Và như thường lệ, có một lời khuyên cho tất cả mọi người là trước khi chúng ta học bài số 27 thì chúng ta cần thiết phải làm gì đây? Học thuộc từ vựng bài số 27 đã, được chưa? Mời em nhớ nhé. Khi mà trước khi học ngữ pháp, chúng ta nên học từ vựng để chúng ta có thể là gì? Nắm chắc được cấu trúc pháp này và hiểu nó một cách là dễ dàng hơn. Itesuka. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến bài cấu trúc pháp đầu tiên trong bài hôm nay. Đó là cấu trúc pháp là kanoke. Itesuka. Động từ thể khả năng. Những gì mà sensei nói ở trong bài trước thì khi mà chúng ta học lên 4 thì có rất là nhiều cấu trúc pháp nó thay thế cho N5. Và ngày nay chúng ta học động từ thể khả năng cũng là một trong số đó. Và hôm nay sensei sẽ chứng minh cho mọi người thấy nó thay thế như nào. Và động từ thể khả năng là một cái động từ mà nó thay thế cho N5. Và khi mà lên trên của N3 và N2 thì không có động từ nào có thể thay thế được nó nữa. Và đây là một động từ rất vô cùng là phổ biến. Khi mà học lên N4 thì lúc đấy chúng ta mới hiểu được cái giá trị. Tại sao chúng ta học lên N4 nó lại có cái giá trị nó bách thế là sao? Cảm giác như cái level, cái trình độ nó tăng lên như nào, được chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu thằng này mọi người nhé. Đây, ví dụ động từ thể khả năng nó chỉ cần nói một cách đơn giản và em hiểu đơn giản là gì đấy, là chúng ta có khả năng làm cái gì đó. Trong tiếng Anh thì nó là từ yes I can, được chưa? Cho nên không biết là phát âm có đúng không, nhưng mà bọn em đọc có thể hiểu được đúng không, là tôi có thể. Trong tiếng Việt chúng ta nói là từ tôi có thể. Trong tiếng gì đấy, trong tiếng Anh là gì? Yes I can. Còn chúng ta có là trong tiếng gì? Trong tiếng Nhật thì lúc đấy chúng ta sẽ dùng động từ thể khả năng. Ngay trước ở trong gì nhỉ? Ở trong năm chúng ta đã từng học cấu trúc pháp là diễn tả tôi có khả năng làm việc gì đó là từ vekoto ga dekimasu, được chưa? Nhưng ngày hôm nay chúng ta học một cách nói ngắn gọn hơn rất là nhiều. Ví dụ như bây giờ chúng ta sẽ nhìn đây. Giả sử như là chúng ta có là ngay trước nhé, chúng ta học là từ vekoto ga dekimasu thì bây giờ chúng ta có là động từ thể khả năng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi xem. Ví dụ như đây là cái con chuột này. Con chuột hay con chồn nhỉ? Hình như con chồn phải. Con chuột chứ. Nó nói là gì đây? Tôi có thể bay, được chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau dịch nó ra gì đây? Ra tiếng Nhật. Ngay trước nếu mà chúng ta học N5 ấy thì lúc đây chúng ta sẽ nói là gì? Là watashi wa tobu koto ga dekimasu, được chưa? Veru koto ga dekimasu. Tobimasu là bay, nó chia sang thể lực là gì đây? Là tobu koto ga dekimasu, nghĩa là gì? Tôi có thể bay. Lúc đấy khi mà chúng ta học N5 thì chúng ta sẽ nói rất là dài. Nhưng bây giờ học lên N4 chúng ta có thể nói là gì đây? Là toberio, chứ toberio là tôi có thể bay đấy, được chưa? Nó sẽ sát hơn, nó sẽ hay hơn và nó sẽ ngắn gọn và su tích hơn rất là nhiều. Và đối với lại người Nhật thì rất là ít khi trường hợp người ta sử dụng là veru koto ga dekimasu, mà người ta sẽ sử dụng là từ động từ thể khả năng này rất là phổ biến. Và chúng ta hãy nắm chắc động từ thể khả năng, bởi vì sao? Bởi vì từ bây giờ cho đến cuối đời không có gì có thể thay thế được động từ thể khả năng nữa. Ok desu ka? Rồi, nó là vững chắc luôn. Và tiếp theo, dụ như là chúng ta hát, đúng chúng ta hát. Vậy em có thích hát không? Và mỗi khi vào trong nhà tắm chúng ta thường hát rất là to. Và mỗi khi vào trong nhà tắm sensei thường hát bài Dương Phong của Tuấn Hưng. Tại sao lại thích cái bài đấy? Bởi vì thực ra ấy, cái cảm xúc nó được điên cuồng để hát mà bất chấp người ta nghe có hay không, nó khác hoàn toàn với việc là mình hát để có thể xả stress, đúng nhỉ? Đối với sensei định nghĩa, cái việc hát ấy nó hay là của ca sĩ, còn việc hát hay là của mình. Itesuka. Và khi mà chúng ta nói là ngày xưa chúng ta là tôi có thể hát thì lúc đấy chúng ta trong tiếng gì, trong N5 chúng ta sẽ nói là watashi wa uta o utau koto ga dekimasu. Vậy nhớ nhá, đây là chữ uta này và đây là từ động từ là uta o, danh từ uta o utau koto ga dekimasu là tôi có thể gì đây, tôi có thể hát. Có phải ngày xưa học N5 chúng ta thường nói thế đúng không? Và bây giờ chúng ta lên N4 chúng ta sẽ nói là gì nhỉ? Là uta ga utaeru yo. Itesuka. Uta ga utaeru, utaeru là tôi làm sao tôi có thể hát được đấy. Đó, rất là đơn giản thôi, đúng không? Và tiếp theo, dù như là đây chúng ta có là gì, một cậu bé. Nó bảo là gì? Anata wa oyogu koto ga dekimasu ka? Là bạn ấy làm sao, có thể gì đây, bơi được hay không? Đúng, thì ngay trước ấy chúng ta học nói là bạn có thể bơi được hay không, đây là câu hỏi.
Thì lúc đấy chúng ta chỉ cần là thêm clock vào đằng sau. Nhưng bây giờ chúng ta cũng có thể chuyển sang động từ thể cần ăn. Và chúng ta nói là gì đây? Là Oyogemasuka. Oyogemasuka là cậu có thể bơi được không? Câu lại càng ngắn gọn hơn, đúng không? Đó. Và bọn em có ai biết bơi không nhỉ? Và đối với bản thân của sensei, khi đã từng dạy bơi rất là nhiều người và không ai sensei có thể chịu thua được. Bởi vì cái bản chất của nói qua về việc dạy bơi một chút nhá. Nếu mà chúng ta bơi ấy, thì bọn em nên hình dung là chúng ta nên nằm ngang cái mặt nước này. Thì lực đẩy của nước nó đẩy lên, nó sẽ đẩy lên toàn bộ của cơ thể. Còn những cái người bơi thì thường toàn tính là sợ chết đuối. Thế là lúc nào cũng nhởn nhởn chếch chếch này. Thì nó không thể, lực nó không thể tác động, nó không thể đẩy mình lên được. Khi mà chúng ta thả một cái que tăng mà chúng ta để ngang thì que tăng nó sẽ ở trên mặt nước, được chưa? Còn nếu mà chúng ta chọc thẳng nó xuống thì bao giờ nó cũng là gì đấy? Chìm xuống dưới nước. Thế nên chúng ta hiểu cái vấn đề là khi mà chúng ta bơi hay cố gắng là gì đây, úp mặt nó xuống, cố gắng uống 1-2 ngụm nước không vấn đề gì cả, được chưa? Và trước khi bơi thì chúng ta phải lặn xuống đã để làm quen với môi trường nước. Khi mà chúng ta tự tin quen môi trường nước rồi, chúng ta học bơi mọi người nhá. Chứ học bơi thì đừng bao giờ sợ chết đuối, được chưa? Ok, và quay lại với bài của em nhớ nhá. Oyogemasuka, cậu có thể bơi hay không, được chưa? Rồi, và bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi ra một cái câu hỏi mà rất là nhiều bạn hỏi sensei trong cái quá trình mà sensei dạy N4, là lớp nào cũng thế. Thế vậy, tại vì sao động từ thể khả năng nó hay như vậy đó mà lại chúng ta lại học ở N5 là động từ gì đây, về từ cô tổ ga arimas đó, nó giống nhau, vậy tại sao không học luôn là động từ thể khả năng ngay từ đầu đó? Đây là cái câu hỏi, một trong những câu hỏi muôn ngàn câu hỏi vì sao mà trong quá trình mà sensei dạy tiếng Nhật từ N5 cho đến N2 các bạn hỏi rất là nhiều, và nay mai lên N1 có khi còn nhiều hơn nữa, được chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lý giải cái câu hỏi tại vì sao về được cô tổ ga dekimasu ngay trước chúng ta học rồi mà bây giờ học cả động từ khả năng nó thay thế cho cái này, mà ngày xưa không học luôn động từ khả năng cho nó nhanh, cho đỡ tốn sức. Bởi vì sao? Bởi vì lý do ấy, thứ nhất ấy là cái cách chia của động từ khả năng ấy nó khá là phức tạp. Thế nên đối với cái trình độ là mới bắt đầu thì nó sẽ khá là khó khăn, và mình sẽ rất khó để có thể là sao làm quen được với nó. Dù như chúng ta chia về thể lực này, thể tê này, thể tà, chúng ta đã thấy khó rồi, mà bây giờ bắt của em chia về động từ thể khả năng nữa, thực sự nó rất là khó, được chưa? Đó, vì vậy việc sử dụng về từ cô tổ gạo dekimasu sẽ đơn giản và dễ dàng hơn. Đây cũng là cái lời câu hỏi trả lời cho cái việc là khi mà chúng ta có một ở một cái trình độ nào đó thì chúng ta năng lực nói nó sẽ ở cái tầm này, và khi lên cao thì nó sẽ lên cao thôi, chứ không phải là ở cái trình độ bé này mà làm sao cho nó cao lên, được chưa? Đó. Thế nên khi mà chúng ta sản xuất, của em thấy là ô tô chẳng hạn, người ta sản xuất ra một cái ô tô ở phân khúc này thì lúc đấy giá cao thì tức là gì, ô tô đẹp, mà giá thấp thì ô tô làm sao nó sẽ không đẹp bằng những cái ô tô ở giá cao hơn, được chưa nhỉ? Đó. Thế nên cái việc học về định cô tổ ga dekimasu nó không phải chia bất kỳ cái gì cả, nó chỉ đơn giản là cho thằng về định đứng đằng trước thôi. Về định chúng ta đã học rồi, và chỉ cần thêm là từ cô tổ ga dekimasu, và thực sự nó gì đây, đơn giản hơn rất là nhiều, và nó không cần thiết phải gì sợ hãi như thằng động từ khả năng. Động từ thể khả năng trông thế thôi, nhưng mà thực ra khi chia nó còn phải chú ý một số điều nữa, được chưa? Và có một cái lý do thứ hai, đây là một cái lý do khá là căn bản, đây là lý do mà chúng ta cần thiết phải học về định cô tổ ga dekimasu. Bởi vì sao? Bởi vì hơn thế nữa, sau này động từ thể khả năng cũng có thể đóng vai trò là tôn kính ngữ, được chưa? Ở bài số 49 và 50 chúng ta sẽ học về động từ thể khả năng cũng đóng vai trò như là tôn kính ngữ, được chưa? Thế nên ý, là để một số trường hợp tránh nhầm lẫn với tôn kính ngữ thì chúng ta sử dụng là từ về định cô tổ ga dekimasu. Và em thấy là không phải cái gì học cũng thừa, được chưa? Mà chúng ta học được bao nhiêu là chúng ta biết bấy nhiêu. Điều quan trọng là chúng ta đang ở đây và học N4, thế chúng ta cứ trải nghiệm và cảm thấy cái sự gì đây, thích thú khi mà chúng ta học N4, chúng ta có thể biết được nhiều hơn mọi người nhé. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào cách chia của động từ thể khả năng. Ok, rồi, và cách chia của động từ thể khả năng bây giờ thế nào? Nhóm 1, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quy định một chút nhé. Nhóm 1 thì chúng ta sẽ là gì? Kết thúc bằng là cột Y chứ. Nhóm 1 là cột Y. Cột Y chúng ta sẽ chuyển sang cột E và cộng với lại gì đây? Masu, được chưa? Cột Y chuyển sang cột E và cộng với Masu. Chúng ta có thể là từ đôi Y cũng được. Đó, chuyển từ E cộng với lại Masu. Và Masu này có thể là chuyển sang thể lực. Nó khác với những cấu trúc ngữ pháp ngày xưa, với cách chia ngày xưa chúng ta đã học. Về được cho về Masu thì nó chuyển thành về được luôn. Đó, Amasita nó chuyển thành từ tạo. Chúng ta có là từ Masen thì nó chuyển thành từ Nai. Đó là những cái ngày xưa chúng ta học về cách chia thể. Tuy nhiên, nhưng mà lên động từ thể khả năng, bọn em chú ý một điều là
Ở đây chúng ta kết thúc bằng cột y, nó có master thì bên này chia chỉ chuyển y thành e mà thôi, và master vẫn giữ nguyên, và must nó có thể chuyển thành dự theo như là gì đây, thẻ từ điển, được chưa? Bây giờ ví dụ như nhá, CC của cái chữ này có ai đọc được không nhỉ? Đây đọc là từ oyogimasu, chưa? Oyogimasu là gì? Là bơi, được chưa? Nó kết thúc ở đây với em thế nào? Trước must nó là cột gì đấy? Cột y, kết thúc bằng y nó là cột y, được chưa? Chúng ta sẽ chuyển y thành e, thì ghi chuyển thành e thì nó sẽ là ghi thành gì đấy? Ghi thành g, được chưa? Đó, cột y thành cột y, thì ghi nó này, ghi này sẽ chuyển thành g này. Và must ở đây nó vẫn giữ nguyên, thì lúc đấy chúng ta nói là từ oyogimasu là bơi, thì nếu mà chúng ta nói là từ oyogemasu là gì? Có thể bơi, được chưa? Và chúng ta masu chia về thể đự, có thể chia là thể đự, nó là từ oyogeru, ý là gì cả? Đó, đây là gì? Oyogeru là có thể bơi. Bây giờ cái vai trò của thằng đuôi masu thì các em thấy nào, nó rất là vi diệu ở chỗ masu nó có thể chia là từ master, masen và mas, được chưa? Đó, thế nên ở đây nếu mà bọn em muốn nói là tôi không thể bơi được thì tôi này không thể bơi, được chưa? Phủ định của khả năng, thì lúc đấy chúng ta được oyogemasu, theo bình thường nó sẽ oyogemasen, nhưng chúng ta có thể masen, chúng ta có thể chia về thể ngắn của nó là gì đây? Oyogenai, ok được không? Được chưa? Đó, tôi đã có thể bơi được rồi, thì lúc đấy chúng ta được từ oyogemasta hoặc là từ oyogeta, đó chính xác. Thì đơn giản bọn em hiểu sẽ cái vai trò của thằng từ mas nó đứng ở đây, nó đóng vai trò là thể hiện cái việc gì chúng ta có thể chia về những cái thể khác nhau khi mà chúng ta muốn dùng nó. Và điều đặc biệt ở đây của em nhớ là đã là động thực thể khả năng, khi mà chia sang thì nó vẫn giữ nguyên đuôi must, chúng ta chỉ thay thế chuyển nó sang thể khác khi mà trong tương ứng với trường hợp mà chúng ta cần mà thôi, về nhớ nhá. Rồi, và tiếp theo ở đây chúng ta có từ arukimasu. Arukimasu là gì? Là đi, được chưa? Thì lúc đấy chúng ta chuyển sang động thực thể khả năng là gì đấy? Là arukemasu, được chưa? Khi chữa chuyển thành kê, cột y chuyển sang cột e, được chưa? Và giữ nguyên đuôi mas, thì thế nên chúng ta sẽ là từ oyo, chúng ta sẽ là arukemas, arukemas. Thì đây chúng ta sẽ là từ arukeru, hoặc là từ arukenai, đó, aruketa, arukemasuka, đó. Thế nên chúng ta hãy cố gắng hiểu nhá, vận dụng nó đi, và không vấn đề chúng ta bị bó hẹp ở đây, được chưa? Rồi tiếp theo nào, chúng ta harashimasu. Harashimasu là cái từ mà rất là nhiều bạn nhầm lẫn. Harashimasu là động từ của nhóm 1, tuyệt đối không được nghĩ harashimasu là động từ của nhóm 2, các em hiểu nhá. Harashimasu là động từ nhóm 1, mặc dù nó kết thúc bằng shimasu, nhưng mà em phải nhớ xem nhá, shimasu ở đây nó không phải là shimasu của nhóm 3, mà shimasu là nó là của gì đây, của nhóm 1, ý là gì? Rồi, ở đây chúng ta harashimasu chuyển, nó sẽ trở thành là gì đây? Hanasemasu. C là cột y, nó sẽ chuyển thành cột e. Simas sẽ trở thành từ semas, được chưa? Hanashimasu sẽ trở thành hanasemasu, ok, đó. Và chúng ta chia thể tự nó là gì? Hanaseru. Dù như là tôi có thể nói được tiếng Nhật chẳng hạn, chúng ta từ Nihongo ga hanasemasu, được chưa? Bạn có thể nói được tiếng Nhật không? Nihongo ga hanasemasu ka? Và tôi đã có thể nói được tiếng Nhật rồi, Nihongo ga hanasemasu ka? Ok desu ka? Và tôi không nói được tiếng Nhật là Nihongo ga hanasenai, được chưa nhỉ? Đó. Và rất là nhiều bạn sẽ hỏi, ơ thế ơi, tại sao em tưởng là Nihongo o hanashimasu? Nhưng không phải, tí nữa chúng ta sẽ giải thích lý do tại sao o này lại chuyển thành ga. Xin ra không nói nhầm nhá, nó là từ Nihongo ga, được chưa? Hanashimasu, được chưa? Tí nữa chúng ta sẽ cùng nhau học về cái trường hợp đặc biệt của trong cái động từ thể điều kiện này, được chưa? À, để động từ thể khả năng này. Dạ, và tiếp theo nào, chúng ta có từ yomimasu. Yomimasu là gì đấy? Là kanji. À quên, yomimasu là gì? Là đọc. Xem yomimasu là đọc. Khi mà chúng ta chuyển sang động từ thể khả năng này, mi là cột i, nó chuyển sang cột e, nó sẽ là gì đấy? Thành me, đúng không? Và giữ nguyên đuôi mas, chúng ta sẽ đọc là gì đây? Đọc là yomemasu. Dạ, yomemasu. Và ở đây nó là từ yomeru. Ý là gì cả? Yomeru. Dĩ nhiên chúng ta nói là không đọc được là gì đấy? Không thể đọc là yomenai. Tức là chúng ta thêm cái danh từ đằng trước nó, kanji ga yomenai, được chưa? Hoặc chúng ta có thể nói mang tính cái lịch sự là kanji ga yomemasen, được chưa nhỉ? Đó. Hoặc tôi đã có thể đọc được chữ kanji rồi, thì lúc đấy chúng ta từ kanji ga yomemashita, ý là gì cả? Hoặc là chúng ta có thể nói là bạn có thể đọc được báo Nhật hay không? Nihongo no shimun ga, ok, yomemasu ka? Ý là gì cả? Nhớ nhá, đó rất là đơn giản thôi, đúng không mọi người? Hãy cố gắng lên nào. Và tiếp theo, bây giờ chúng ta có một số chú ý này.
Đối với động từ giống như từ walk out được là gì đây? Là hiểu. Thì nó kết thúc bằng gì đây? Là cột y. Tuy nhiên chúng ta không được nói là từ walk out đi mất cả. Bạn có thể hiểu không? Chúng ta không dùng. Mà đặc biệt thằng walk out được ấy thì bản thân nó đã mang ý nghĩa là khả năng rồi. Thế nên chúng ta sẽ không nói là walk out đây được đâu nhá. Được chứ nhỉ? Chúng ta sẽ sử dụng là từ walk out được luôn. Và còn một số những động từ đặc biệt nữa thì chúng ta tí sẽ tìm hiểu nó sau. Yes cả. Rồi. Đấy là cột y. Và bây giờ chúng ta, đấy là nhóm 1 nhá. Các em nhớ nhóm 1 này. Nhóm 1 là sao nhỉ? Cột y chuyển thành cột e và cộng nuôi thêm master. Và master ở đây nó có vai trò là gì đây? Có thể chuyển thành master, có thể chuyển thành gì? Master, có thể chuyển thành master cup và có thể giữ nguyên là master. Được chứ nhỉ? Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi sang đến nhóm số 2 một người nhá. Nhóm số 2 ở đây chúng ta là từ master. Nhóm số 2 thì thường chúng ta thường nói là gì? Là kết thúc bằng cột E. Dạ, kết thúc bằng cột E master. Nhưng ở đây sensei sẽ không có biết là cột E nữa. Sensei chỉ ký hiệu là bỏ master đi và cộng lại thằng từ rademas cho nó dễ hiểu. Được chưa? Đơn giản thôi, cứ động từ nhóm 2 chúng ta bỏ master và cộng thêm là rademas. Ví dụ như bây giờ sensei có là tabemas, dạ tabemas. Sensei không cần để ý, sensei chỉ cần biết là tabemas là động từ nhóm 2 rồi. Sensei chỉ cần bỏ master đi và cộng lại thằng từ rademas. Ý là sao? Dường như này là từ tabemas sẽ thành từ taberademas. Ý là sao? Taberademas thì các em thấy là mas ở đây nó có thể chia về thể rư. Thế là từ taberader. Ý là sao? Rất là đơn giản đúng không? Dường như bây giờ sensei nói là sensei có thể ăn được sushi, sashimi. Rồi sensei có thể ăn được sashimi. Thì lúc đấy sensei nói là từ sashimi ga taberademas. Được chưa? Đó. Sashimi ga taberademas là tôi có thể ăn được sashimi. Thay vì chúng ta nói như ngày xưa là gì? Sashimi o taberu koto ga dekimasu. Thì bây giờ chúng ta nói cho nó nhanh là sashimi ga taberaremasu yo. Được chưa? Đó, rất là đơn giản đúng không? Hoặc là chúng ta sẽ hỏi một người là minasan, ano sashimi ga taberaremasu ka? Là một người làm sao có thể ăn được sashimi hay không? Được chưa? Đó, một người ăn được không nhỉ? Sensei rất là thích sashimi nhá. Mới đầu sau nhà đấy không ăn được sashimi đâu. Mà sensei nhớ là có một cái kỷ niệm là khi mà cái ngày học trường tiếng thì trường cho đi du lịch. Thế là trong một cái buổi là em cai rất là nhiều và mỗi người có một cái bàn với bé này và trong đó có sashimi là kiểu Nhật và hôm ấy ăn cơm Nhật. Và sensei rất là lo lắng ngày lần đầu tiên nhìn thấy con tôm sống, cá sống và nhìn thấy rất là sợ, cảm giác cho lên mồm và cố gắng thử người và để ăn nhưng mà cũng không dám ăn. May sao lúc đấy sensei không biết là làm thế nào đối với lại con cá này và nhìn thấy có một cái nồi canh và ở dưới nồi canh nó có ngọn nến người ta đang đun và thấy nồi canh nó đang sôi. Thế là sensei gắp cái con cá sashimi với là con tôm sống sensei cho vào trong cái nồi và nhặt với chả nhéo ăn. Thế này ăn sống phải ăn chín chứ sao cho vào trong nồi và ăn. Thế khi mà nhìn thấy sensei làm thế thế anh em ở bên cạnh sensei ngồi mấy anh em ngồi với nhau và ô thằng này thông minh quá nhỉ. Thế bắt đầu mấy em cũng kiểu là cũng sợ không thể ăn được sashimi và cũng bắt đầu cho vào trong nồi và nhìn thấy một cái điều rất là thú vị và nhớ rất là nhớ cái kiểu điểm đó. Nhưng mà tại sao sensei có thể ăn được sashimi? Thì cái ngày chuyển lên Tokyo khi mà làm ở trong cái quán là quán Nhật và cái hôm đấy thì bác ấy nấu cho là đặc sản được sashimi, tức là bác ấy cho ăn toàn sashimi và cái hôm ấy thực sự là đói đói vô cùng luôn, là không thể nào mà chịu được nữa, thế đói đói mờ mắt rồi. Thế là bây giờ nghĩ à thôi đằng nào thì cũng thế, bây giờ mình mà ăn thì có thể là sống nhưng mà không ăn thì chắc chắn là mình sẽ chết. Thế lúc đấy không có biết gì nữa, cũng xem người Nhật người ta hòa mùi tạt ra xong là chấm vào xong người ta ăn và mình cũng bắt đầu điệu nghệ cũng hòa ra xong là chấm vào xong cho lên ăn. Và lúc đấy ăn sẽ không có ngửi nữa và cho lên mồm ăn luôn nhai nhai nhai. Và khi mà nhai vào trong cổ họng là thấy một cái độ ngọt, độ ngậy và nó cảm giác nó rất là bùi ở trong cổ họng và khi mà nó xuống thực sự cảm rất là ngon và khi mà ăn cái cơm trắng nó lại càng ngon hơn. Thế là từ lúc đấy cảm nhận được cái độ ngon của sashimi, thế từ đấy mà trở đi rất là nghiện sashimi, được chưa? Và có một cái bí quyết, nếu mà bọn em muốn ăn sashimi được thì đừng có bao giờ đưa lên mũi người, chắc chắn mọi người sẽ không phải ăn đâu, cứ cho vào mồm nhai là sẽ cảm thấy ngon, được chưa nhỉ? Đó. Rồi và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đi đến lại quay trở lại bài học này nhá. Chúng ta chia đến nhóm 2 rồi, đúng không? Nhóm 2. Rồi và bây giờ tiếp theo là chúng ta có một động từ là oboemasu. Oboemasu nó kết thúc bằng gì đây? E, tức là nhóm 2, sẽ hiểu nó là nhóm 2. Sẽ bỏ master đi và cộng với là gì? Rademas. Thì sẽ chuyển thành là gì? Oboe rademas. Đó gì đấy? Là tôi có thể nhớ được. Được chứ nhỉ? Đó.
Ví dụ tôi có thể nhớ được 100 chữ kanji hàng ngày chẳng hạn, đó. Hoặc là tôi có thể nhớ được tên của rất là nhiều người, tôi có thể nhớ được số điện thoại của mẹ chẳng hạn, được chưa? Đó là ogoe, là demasu. Rồi và tiếp theo chúng ta từ tatemasu. Tatemasu là gì? Xây dựng. Thì lúc đấy chúng ta chẳng hạn từ tateramasu là có thể xây dựng, có thể lắp đặt, có thể làm gì đó, được chưa? Rồi và vimasu, mimasu là gì? Xem, là nhìn. Và chúng ta có thể thấy, có thể xem, có thể nhìn là từ miraremasu, được chưa? Đó. Yes, đó. Rồi và ở đây của em thấy là trong cái bản chất của cái động từ thể khả năng này thì có rất là nhiều cái động từ, nhưng mà cứ thấy là nhóm 2 đơn giản như bỏ masu đi và thổi ra đây masu luôn, thabe masu thành thabe ra đây masu, được chưa? Chúng ta từ oboe masu, oboe ra đây masu, yes ka, đó, nhớ vào xem nhé, động từ nhóm 2 chúng ta bỏ masu đi cộng với ra đây masu, yes ka. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sang đến nhóm 3 nhé. Và bây giờ chúng ta có nhóm 3 ở đây là gì đây? Nhóm 3 ở đây chúng ta có là shimasu, chúng ta sẽ chuyển thành dekimasu, và có thể nói là từ deki được luôn cũng được, được chưa? Giống như đây chúng ta từ benkyou shimasu. Benkyou shimasu là gì đây? Là nhóm 3, là học. Thì bây giờ chúng ta có chuyển sang động từ khả năng có thể học là gì đây? Shimasu sẽ chuyển thành từ dekimasu, nó sẽ là từ benkyou dekimasu, được chưa? Đó. Tiếp theo chúng ta có từ sodan shimasu. Cái này đó là sodan shimasu nhé. À, sẽ biết mới đầu chữ kanji rất là khó với một người, đối với mọi người, nhưng chúng ta cứ một lần học sẽ nhắc một lần, bọn em nghe một lần, thì lúc đấy chúng ta dần dần sẽ nhớ được chữ kanji, và dần dần chúng ta sẽ không biết là chúng ta nhớ được chữ kanji để bao giờ đó. Thì đối với sensei thì nên nhìn chữ kanji thật nhiều, thì lúc đấy chúng ta sẽ dần dần nhớ được. Chứ còn nếu mà sensei phiên âm lên trên này thì mới đầu khó, sẽ có rất là dễ mọi người, nhưng mà dần dần mọi người sẽ tạo ra một cái phản ứng là chúng ta bị lệ thuộc quá là nhiều vào cái chữ phiên âm, thế nên ý, chúng ta không chịu nhìn cái chữ kanji, cứ nhìn nhiều vào nó sẽ quen mắt thôi, được chưa? Đó. Dưới đây chúng ta từ sodan shimasu thì nó sẽ chuyển thành là gì đây? Sodan dekimasu, được chưa? Sodan shimasu là gì? Động từ nhóm 3, và chúng ta sẽ chuyển thành là gì đây? Sodan dekimasu. Hoặc là chúng ta thẳng từ sokuji shimasu. Sokuji shimasu là gì? Ăn. Thì lúc đây chúng ta có thể ăn là gì? Sokuji dekimasu, được chưa? Và chúng ta thẳng từ shimasu thì nó là đặc biệt là làm, thì chúng ta có gì đây? Có thể làm là từ dekimasu. Hoặc là chúng ta thẳng từ kimasu là đến, thì nó đặc biệt hơn một chút, nó sẽ là từ kodaremasu. Thì đây là hai cái đặc biệt, được chưa, ở trong nhóm 3. Các em nhớ xem một điều này, cái này cũng tương tự như là cái vừa rồi. Chúng ta có từ benkyou dekimasu, chúng ta sẽ có thể chuyển thành gì đây? Benkyou deki, benkyou dekinai, benkyou dekita, benkyou dekimasu ka, được chưa? Đó. Và bây giờ xin sẽ hướng dẫn mọi người cái cách nhận biết đâu là động từ nhóm 1, đâu là động từ nhóm 3, được chưa? Dù như chúng ta có hanashimasu, tại sao chúng ta phải phân biệt đó là động từ nhóm 1, mà tại sao ở đây chúng ta cũng có shimasu này, đó là động từ nhóm 3? Thì có rất là nhiều cách phân biệt mà xin sẽ từng biết, nhưng mà thực sự thì đối với xin chỉ đơn giản một điều thôi, là bên kia shimasu, động từ nhóm 3 là động từ ngay cả khi chúng ta bỏ shimasu đi, nó vẫn có nghĩa như là vậy, chắc như thế. Tức là shimasu, động từ nhóm 3, bản thân nó chỉ là danh từ hóa động từ mà thôi. Thế khi mà chúng ta bỏ cái shimasu đi chẳng nữa, thì danh từ nó vẫn giữ nguyên nghĩa, về nhớ, giữ nguyên nghĩa. Giống như bây giờ chúng ta là benkyou shimasu, chúng ta bỏ shimasu đi. Benkyou shimasu là gì? Động từ học. Chúng ta bỏ shimasu đi, nó vẫn trở thành gì đây? Danh từ là học. Hay là từ sodan shimasu là động từ là gì? Thảo luận. Chưa? Thảo luận. Thì chúng ta bỏ shimasu đi, danh từ nó vẫn là thảo luận. Hay là từ sokuji shimasu là gì đây? Động từ là ăn. Thì bỏ shimasu đi thì danh từ nó vẫn là ăn. Nhưng bây giờ bọn em nhìn vào xem thế nhá. Cái nhóm 1, đây, nhóm 1. Giống như chúng ta có thẳng từ hanashimasu này. Hanashimasu, giả sử như bây giờ xin thầy nói nhá, hanashimasu, được chưa? Đó, hanashimasu mà bỏ shimasu đi nó còn từ hana. Rõ ràng ấy, hanashimasu là nói chuyện, nhưng mà bỏ gì đấy, bỏ shimasu đi nó là gì, có nghĩa là hana. Hana là gì? Qua. Khi bỏ shimasu nó còn giữ nguyên nghĩa của nó không? Không giữ nguyên nghĩa được, như thẳng vừa rồi thì chúng ta sẽ hiểu à, hana shimasu nó chính là nhóm 1 chứ không phải là nhóm 3. Nhóm 3 là nhóm mà khi mà chúng ta bỏ shimasu đi nó vẫn còn là sao, giữ nguyên nghĩa của nó, được chưa? Đó, nhớ nhá. Thế nên định hana shimasu này, bỏ gì đi, bỏ shimasu đi chúng ta còn lại là đọc là hana. Hana nó gì đấy, là hoa rồi chứ không phải là nói chuyện nữa, thế nên là sao, không phải là nhóm 3, nhớ nhá. Ok, và đấy là cái cách chia, và chúng ta đã học xong cách chia rồi và của ba nhóm, và bây giờ chúng ta sẽ học về cách dùng. Cách dùng và động từ thể khả năng thì có nghĩa là gì? Có thể, được chưa? Đó, có thể. Nếu mà ai chúng ta học về kanji theo âm hán tự thì chúng ta sẽ đây này, đây là thể này, khả này, năng này, được chưa? Đó, có ba cái chữ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến phạm vi sử dụng.
Phạm vi sử dụng đầu tiên ấy là dùng để diễn tả năng lực, khả năng của một người có thể làm được một việc gì đó, nhớ nhá. Động từ thể khả năng là cái động từ nó diễn tả năng lực, khả năng của một người nào đó có thể làm một điều gì đó, chủ yếu dùng với những cái động từ diễn tả hành động có ý chí của con người, tức là chủ yếu nó dùng với những hành động có ý chí con người, tức là có thể bay, có thể nhảy, có thể gì nói chuyện bằng tiếng Nhật này, có thể là đọc được chữ kanji này, nó thường là đi với những từ như vậy, được chưa ạ? Đó, và chú ý này, chú ý nhá, khi mà trợ từ O bình thường thì nó sẽ chuyển thành trợ từ là trợ từ go. Tại sao O lại chuyển thành go? Thì ngày mai buổi sau chúng ta học về tự động từ và thay động từ, sẽ giải thích cho mọi người tại sao cái trợ từ O ở trong tổng thể khả năng nó lại chuyển thành là trợ từ go. Và từ bây giờ của em chỉ cần nhớ sẽ là cứ có thể làm một cái hành động gì đó, giống như là từ sao ngày trước chúng ta nói là từ sashimi o zen tabe được cô tổ gọi để kimas, ngày trước là tôi nói là tôi có thể ăn được sashimi, bây giờ chuyển sang thể khả năng chúng ta là từ sashimi ga tabe gì đấy, tabe daremas, được chưa? Đó, và nhớ nhá, trợ từ o sẽ chuyển thành trợ từ là trợ từ ga, được chưa? Đó, và các trợ từ như là từ ni de e và kara thì giữ nguyên không đổi, được chưa? Giống như tôi có thể đi đâu đó, tôi có thể về đâu đó, thì lúc đấy chúng ta trợ từ vẫn giữ nguyên, chỉ có duy nhất trợ từ o khi mà động từ nó là động từ khả năng thì nó sẽ chuyển thành trợ từ gạo mà thôi, được chưa? Đó, và các từ giống như từ arimas, wakarimas, shirimas, dekimas là tự thân nó mang ý nghĩa khả năng rồi, thế nên là sao không thể chuyển nó sang động từ khả năng nữa, được chưa? Nhớ nhá, tự thân của những cái động từ này nó đã mang ý nghĩa là khả năng rồi nên chúng ta không chuyển nó nữa, được chưa? Đó, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cái đầu tiên. Dù như bây giờ tôi nói là tôi có thể viết thư bằng tiếng Nhật, được chưa? Đó, viết thư là gì? Tegami o kakimasu. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang động từ khả năng là kakimasu, kết thúc bằng cột i chuyển thành sang cột e. Kakimasu là từ kakemasu, viết cái gì đây? Viết thư là tegami gì đây? Tegami, thay vì nói là o, bình thường chúng ta từ tegami o kakimasu, bây giờ chúng ta sẽ nói từ te chuyển o thành gì? Chuyển o thành ga, đó, tegami ga kakemasu. Và viết bằng tiếng Nhật, chứ viết bằng tiếng Nhật là từ phương tiện cách thức để thực hiện hành động, chúng ta có trợ từ de để biểu hiện nó, là từ Nihongo de tegami ga kakemasu, được chưa? Đó, thì câu nó sẽ là từ watashi wa Nihongo de tegami ga kakemasu, là tôi có thể viết làm sao thư bằng tiếng Nhật. Và tiếp theo là chúng ta sẽ có số 2, nếu là món đơn giản thì tôi có thể tự mình đọc, được chưa? Nếu là món đơn giản nên nó mang tính động từ thể điều kiện này, và tôi có thể tự mình đấu là gì? Gì vấn đề đó, nó là gì? Chukurimasu, thì nó là chuyển sang động từ khả năng là gì? Bố bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem câu là gì nhá. Chữ này là chữ kantan này, kantan na, chữ này là chữ ryori, được chưa? Kantan na ryori dattara futtara động từ thể tara, tara là gì? Nếu mà là một cái món ăn mà đơn giản đấy thì gì vấn đề, gì vấn đề là tự bản thân mình, đây là chữ gì này, chữ vấn đề, gì vấn đề ryori ga chukuremasu, thay vì nó là từ ryori o chukurimasu thì bây giờ nó sẽ là từ ryori ga chuyển o thành ga mà, đó, chukuremasu, chukurimasu là nấu, còn chuyển sang động thể khả năng có thể nấu là gì? Chukuremasu, được chưa? Đó, và bây giờ chúng ta đọc lại nào, kantan na ryori dattara ano gì vấn đề ryori ga chukuremasu, được chưa? Đó, rồi và tiếp theo là chúng ta sẽ đến vào đây số 3, là muốn ngay nhớ được chữ kanji mà mãi không thể nhớ được, đó, thì không thể nhớ, chúng ta nhớ trong như là từ oboemasu, đó, nhưng mà không thể là gì? Oboeraremasen, đó. Và bây giờ chúng ta xem nhá, hayaku kanji o ano oboetai desu ga, tức là tôi muốn làm sao nhanh nhớ được chữ kanji, đó, đây chữ kanji này, hayaku kanji o oboe tai desu ga, tai là gì đấy? Là muốn làm gì đó nhá, tai là muốn làm gì, động thể mas có mas thì còn tai muốn làm gì đó, nhưng mà naka naka là mãi mà không làm sao đấy, oboe mas chuyển sang động thể khả năng là oboe rare masen, được chưa? Đó, rồi mà tiếp theo chúng ta sang 4 nào, năm trước do bận rộn nên không thể xin nghỉ dài ngày được chưa? Dĩ nhiên năm trước do bận rộn thì vì lý do là gì? Bận rộn, đó, bận rộn là gì đấy? Isogashi chẳng hạn, được chưa? Và không thể xin gì nghỉ dài ngày thì ở đây chúng ta từ không thể này, nó liên quan động từ khả năng này, nghỉ là gì đây? Yasumi o torimasu, yasumi o torimasu là nghỉ này, là xin nghỉ này,
con không thể xin nghỉ được là từ yasumi ga zetoremasen. Được chưa? Bây giờ chúng ta xem nhá. 去年は忙しかったですから。じゃあ、かったですから。 Bởi vì nào sao? Bởi vì năm trước mình làm sao? Tôi bận. Thế nên là 長い休みが長い休みね。 休み là nghỉ này. Đó. 長い休み là gì? Nghỉ dài. Thì cái việc nghỉ dài, 長い休みが取れませんでした. 取れませんでした là gì? Đã không thể. Mấy em thấy nào? Thay cái trợ từ, thay vì nói là từ 休みを取ります, thì người ta sẽ khi mà chuyển cái động từ thể khang, dùng động thể khả năng, thì ô sẽ chuyển thành gì? Ga, được chưa? 取ります là từ 取れます, không thể nghĩ là từ 取れません, và đã không thể nghĩ, tức là nó chia về thể quá khứ, theo từ 取れませんでした. Ý đấy cả, đó. Thế nên bây giờ chúng ta sẽ đến tiếp nhá. Vừa nãy chúng ta dịch từ Việt sang Nhật rồi, và bây giờ chúng ta sẽ dịch từ Nhật sang Việt. Ở đây số 5 là gì đây? 自分で自転車が修理できます。Được chưa? Chúng ta từ 修理します là động từ nhóm gì đây? Động từ nhóm 3. します khi mà chia về động từ thể khả năng sẽ chuyển thành từ できます là 自分で自転車, thay vì nó là ô, thì lúc đấy chúng ta sẽ chuyển thành 自分で自転車が修理できます là tôi, làm sao tự tôi có thể làm sao sửa được xe đạp. Được chưa? Đó. Câu số 6 nào. あの人の名前が思い出せません。で、じゃあ、あの人の名前が中国で、じゃあ、思い出せません。思い出しますら、nhớ lại。じゃあ、con します。khi mà chúng ta sẽ 思い出します。出します。khi mà chia về được cái từ 思い出せない。だ、ない。で、じゃあ、là あの人の名前が思い出せません。で、じゃあ、だ、出します。chia về thể gì đây? Thể khả năng.Chúng ta sẽ là từ đa xe ma xe. Đó. Rồi và tiếp theo chúng ta sẽ có là số 7 nào. Mata ai tai desu ne. Là gì đây? Lần sau tôi lại muốn gặp. Được chưa? Là kondo itsu aemasu ka. Là cái lần này. Là lần tới. Kondo là lần này, lần tới nhá. Lần tới itsu là khi nào. Aemasu ka. Aemasu ka là gì? Khi nào thì có thể gặp được. Ơ, lần sau lại muốn gặp nhỉ? Không biết là sao. Đến lần tới không biết khi nào mới gặp được. Được chưa? Khi nào mới có thể gặp. I must là gặp, chia sang động từ khả năng là từ I must. Ý là gặp. Giờ vào câu số 8 nào. Là giữ gì mà để nhỉ? Giữ gì mà để nhỉ là gì đây? Cho đến 10 giờ. Thì kae, chúng ta là từ kae de ta. Chắc kae di must. Chia về thể gì đây? Chia về thể khả năng là gì? Kae re must. Kae re must chia về tiếp. Re must chia thể khả à, chia về thể điều kiện là gì? Ta là, được chưa? Giữ gì mà để nhỉ? かえられ、かえります là かえれたら いいですか? So, 電話ください là hãy gọi điện cho tôi. Tức là nếu mà cho đến 10 giờ mà có thể gì đây? Về được thì hãy gì đây? Gọi điện cho tôi. Được chưa? Đó. Thì đấy là cái cách sử dụng của gì đây mọi người? Động từ thể khả năng rồi nhá. So, và vừa rồi chúng ta luyện tập với động từ thể khả năng rồi. Và chúng ta đã hiểu thế nào là động từ khả năng rồi đúng không? Và bây giờ sẽ là động từ khả năng diễn tả gì đây? Khả năng bản thân có thể làm gì được. Nó phần nhiều đi với những động từ nó mang tính chất là ý chí. Và bọn em hãy làm thật nhiều bài tập để chúng ta có thể hiểu rõ hơn được cái bản chất của động từ khả năng mọi nhá. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến số 27. Tiếp theo, và số 27 tiếp theo chúng ta có động từ là miemas và kikoemas. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân biệt hai thằng này. Khi mà chúng ta học là từ miemas trong tiếng Nhật, trong từ vựng người ta ghi là có thể nhìn. Và kikoemas là gì? Có thể nghe. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem hai thằng này nó là gì nhá. Thứ nhất ý, chúng ta có là từ miraemas và miemas khác nhau gì? Chúng ta có động từ miemas chia về động từ thể khả năng là gì đấy? Miraremas. Đó, miraremas. Miraremas là gì đấy? Có thể nhìn. Còn miemas ở đây người ta cũng dịch nghĩa là gì? Có thể nhìn. Hay là chúng ta là từ kikimas. Ở trong cái từ vựng kikimas, chúng ta có kikimas chia động thể khả năng là gì đấy? Kikemas. Ki thành ke mà đó. Kikemas. Thì nó chính là gì? Có thể gì đấy? Có thể nghe, thấy. Còn đây chúng ta ở trong cái bài là từ kikoemas cũng là có thể nghe thấy. Vậy bây giờ hai thằng này nó khác nhau cái gì? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phân biệt đó, được chưa nhỉ? Dạ, và đầu tiên chúng ta hiểu bản chất là mimas khi chia nó là từ miraremas hay là kikimas là kikemas thì nó là gì? Đều là có thể nhìn thấy hoặc có thể nghe thấy. Nhưng mà cái này bọn em nhớ nhá, nó là
hành động có chú ý chưa? Cái việc nghe, việc nhìn nó là có chú ý. Còn lại chúng ta có thằng mi emos và kikoemos. Như ở trong phần từ vựng của bọn em ấy, học ấy, nó là có thể nhìn và cũng có thể nghe thấy, nhưng nó chính là cái gì đi? Không có chú ý. Hai thằng này nó hoàn toàn khác biệt nhau 180 độ. Được chưa bọn em hiểu nhá? Cái thằng ấy, khi mà chúng ta chia nó sang động từ thể khả năng thì lúc đấy nó là có chú ý. Còn lại cái thằng ấy mà vốn dĩ ở trong cái từ vựng của em có ấy thì nó chính là gì? Không có chú ý. Được chưa? Mặc dù nghĩa của nó là sao, không có khác nhau bất kỳ một cái gì cả, nhưng mà cách sử dụng, cách nói và cái cách tạo hình ảnh trong đầu người Nhật nó sẽ là khác nhau. Bây giờ chúng ta chú ý vào xem nhá. Bây giờ chúng ta sẽ xem là phân tích cái thằng là từ có chú ý này trước. Thế nào gọi là có chú ý? Có chú ý tức là người nói có chú ý dùng là sao, thời gian, năng lực hay phương tiện, cách thức để có thể nghe hoặc là nhìn thấy cái gì đó. Tức là hay nói một cách tóm lại, tức là người đó cố tình, chưa với em hiểu nhá. Có chú ý là phải là gì? Cố tình để nghe hoặc cố tình để nhìn. Dù như tôi xem trộm, tôi nhìn trộm các thứ là gì đấy, tôi cố tình thực hiện hành động rồi, được chưa? Chứ không phải là vô tình đâu, mà là cố tình đó. Và chúng ta cố tình nghe lọt thì lúc đấy nó là gì đấy? Có chú ý. Yes, đó. Mọi em hiểu thế nào là có chú ý và không chú ý dưới đó? Đó, có chú ý tức là mình cố tình, tôi cố tình nhìn trộm và tôi cố tình làm sao nghe lọt, là mình sử dụng tất cả những khả năng mình có để thực hiện cái hành động đó. Còn chúng ta có là thằng không có chú ý tức là sao? Là đối tượng nào đó được nhìn thấy vì ở trong cái tầm đó, trong tầm mắt của mình, hoặc đằng sau được nghe thấy vì âm thanh đó nó lọt vào tai, chứ hoàn toàn không phụ thuộc vào cái gì chú ý của người nói. Cho nên bây giờ Sen sẽ đang ngủ, có cái loa phóng thanh, có cái loa phóng thanh ở dưới đây, xã nó kêu, nó hát vào buổi sáng ấy, thì lúc đấy âm thanh làm sao nó tự nhiên nó lọt vào tai Sen xe, thì lúc đấy nó sẽ là gì đây, là không có chú ý, được chưa? Hay là Sen xe đang đi đường chẳng hạn, thế tự nhiên có một cô gái làm sao xuất sinh lướt qua mình, thế mình nhìn thấy, tức là người ta tự nhiên lọt vào trong mắt mình, thì lúc đấy nó là gì đây, nó là không có chú ý, tức là mình không hoàn toàn thực hiện cái hành động đó, được chưa? Thì tức là gì đấy, không chú ý. Lúc đấy nếu là không có chú ý, chúng ta sẽ sử dụng là từ miemas và thằng từ kikoemas. Còn có chú ý tức là sao? Có chú ý tức là bây giờ Sensei thấy hai đứa nó ghé tai nhau nói cái gì, và mình cố gắng mình lắng nghe xem là gì, nó đang nói cái gì đó. Thế tức là hành động Sensei đang hướng từ đó và cố gắng để nghe nó xem nó nói cái gì. Thì lúc đấy nó là từ hành động gì đấy, có chú ý, được chưa? Thì lúc đấy chúng ta sử dụng là gì đấy, là từ kikemas đó. Hoặc là khi mà Sensei giữ nhà một bạn nào, không phải Sensei nhá, một bạn nào đó sang bên Nhật thất nghiệp chẳng hạn, thế rủ nhau ra nhà ga, thôi ra ga ngắm gái đi, chưa? Cái việc ấy đột nhiên mình nhìn thấy gái xinh, tức là gái xinh lọt vào trong tầm mắt mình, thì là hành động có chú ý hay không? Không có chú ý nhá. Nhưng mà việc mình ra ga là sao, mình ngồi mình ngắm gái chẳng hạn, đó tức là mình đang thực hiện hành động chú ý là gì đây, đi tìm đó, tìm kiếm, thì lúc đấy nó là hành động là sao, có chú ý rồi. Thì lúc đấy chúng ta phải sử dụng là hành động gì đây, có chú ý là từ miemas, được chưa? Đó. Hay là một ví dụ khác chẳng hạn, giả sử như bây giờ Sinh Sinh đang đi trên đường đời và vô tình vớt phải một tập đô la, được chưa? Đó, thì có phải là Sen đi tìm nó không? Không, tự nhiên nó lọt vào tầm mắt của Sen mà, được chưa? Thì lúc đấy chúng ta dùng có chú ý hay không có chú ý? Chính xác rồi, lúc đấy chúng ta sẽ là không có chú ý. Nếu mà bây giờ chúng ta sử dụng cái động từ là gì đi, có chú ý, mà nói với người Nhật là hôm nay tôi nhìn thấy một cái tập đô la đấy, mà vô tình chúng ta lại sử dụng động từ có chú ý, không khác gì người ta nghĩ là mình là sao, đi ngoài đường chỉ có đi tìm xem có tập đô la nào không, được chưa? Đó, thì đấy là hai hành động hoàn toàn khác nhau. Nếu mà bọn em sử dụng động từ nó mà nhầm lẫn thì nó sẽ gợi ra hình ảnh hoàn toàn khác nhau so với cái việc là tôi vô tình tôi nhìn thấy tập đô la, và khác với việc là tôi đi tìm tập đô la đó, được chưa? Tôi cố tình tôi tìm cái tập đô la, hai cái là hoàn toàn khác nhau nhá, được chưa? Đó, thì nói thế này bọn em có thể hiểu được thế nào là mi emas và thế nào thằng từ mi ra emas để mà có thể phân biệt nó một cách dễ dàng hơn. Yes, đó. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ nhớ đi đến ví dụ để chúng ta hiểu rõ cái bản chất này hơn. Ví dụ nhá, ở đây đây là cái người đàn ông này, người ta đang tìm mèo, thì đang tìm mèo là hành động là sao, hành động có chú ý rồi đó, tìm là hành động có chú ý rồi. Và lúc đấy ông nói hold up, ra neko no koe ga kikemasu yo, được chưa? Ô này, tôi nghe thấy tiếng là sao, tiếng của con mèo, tôi có thể nghe thấy tiếng của con mèo, tức là meo 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 đó rồi, và mình đang cố gắng lắng tai để nghe xem có tiếng mèo nào không. Và mình đã cố gắng thì tức là gì, mình đang có chú ý rồi, được chưa? Thì lúc đấy chúng ta hold up neko no otoga kikemasu ga kikemasu yo, là anh nghe tiếng con mèo đấy, được chưa? Đó,
chứ lúc đấy chúng ta không thể nói là gì hora neko no oto ga kikoemasu yo. Nếu mà cái thằng từ neko no oto ga kikoemasu yo là gì đấy, đang đêm khuya mình nghe tiếng mèo kêu méo phát chẳng hạn, thì lúc đấy mình sẽ phải sử dụng là từ kikoemasu, đó là vô tình thôi. Nhưng mà bây giờ làm sao mình đi tìm nó chưa, mình cố gắng xem con mèo đâu mà gọi meo meo để nghe, để cố gắng xem nó có phản hồi lại cái tiếng mèo không, và mình cố tình và mình đã nghe được tiếng của nó, thì lúc đấy chúng ta sẽ sử dụng là từ kikoemasu, chứ tuyệt đối không được sử dụng là từ kikoemasu ở đây, được chưa? Vậy rồi nhá, kikoemasu nó chỉ là vô tình mình nghe cái tiếng mèo kêu thôi. Còn bây giờ mình đang đi tìm con mèo, thực hiện hành động có chú ý, thì lúc đấy chúng ta phải dùng là gì đây? Kikoemasu. Ok đấy không? Đó. Rồi và tiếp theo nào, dù như là hai vợ chồng chưa đang ngủ thì nghe thấy tiếng là sao, có bước chân ở trên mái nhà đó, thì đây có phải là hành động mình cố gắng mình chỉ ngồi mình ngảy người ta sang có không? Không phải, tức là đang ngủ thì nghe thấy tiếng bước chân nó tự nhiên nó rộn vào tai thôi, thì lúc đấy có phải là gì, đang ngủ nghe thấy tiếng bước chân ở trên mái nhà, đang ngủ nhá thì vô tình nghe thấy, thì đây là hành động có chú ý hay hành vi có không chú ý? Đây là hành vi nghe thấy không có chú ý của người nói. Thế nên ý, lúc đấy chúng ta phải nói là từ yane. Yane là gì đây? Là trên mái nhà nhá, yane là mái nhà. Yane no ue ni ano ashi no oto ga kikoemasu. Thì đây là cái việc là gì, em phản ánh là em nghe thấy tiếng gì đây, tiếng bước chân ở trên mái nhà. Nếu mà bây giờ ấy, bọn em giả sử bây giờ chúng ta nói là từ kikemasu đi, kikemasu, nếu mà bây giờ bọn em nói là từ yane no ue ni oto ga kikemasu, thì người nghe người ta trong đầu người ta hình dung là à, cả buổi tối em chỉ có ngồi ngẩng tai và nằm nghe xem có tiếng bước chân ở trên mái nhà hay không, và cuối cùng em đã nghe được. Nhưng mà nếu mà bọn em nói là từ kikoemasu, thì lúc đấy người ta sẽ hình dung ra à, là em đang ngủ hoặc là em đang làm gì đó, thì vô tình em nghe thấy có tiếng bước chân lạ ở trên mái nhà mà thôi, được chưa? Hai hành động hoàn toàn khác nhau, một cái là nó vô tình dội vào, một cái là mình cố gắng chú ý để đi tìm nó, được chưa? Đó, it is gone. Rồi và tiếp theo là nghe nói có xóm trọ có gái xin chuyển đến, được chưa? Và hai thằng làm sao quay ra hóng, ôi thấy bà chủ bảo là ngày hôm nay có gái xin chuyển đến, và hai thằng làm sao chạy ra hóng, và cuối cùng hai thằng là sao đã nhìn thấy gái xin, được chưa? Đó. Và khi mà hai thằng này sao nhìn thấy gái xinh rồi, và lúc đấy chúng ta nói là ui tao đã nhìn thấy gái xinh rồi, thì tức là hành động có chú ý đi ngắm gái. Lúc đấy chưa, mechak là vô cùng nhá, bằng 10 lần thằng tốt tên một cộng lại, mechak kawaii onna no hito ga mirareta yo, là gì, tao đã nhìn thấy một cái đứa con gái cực kỳ là xinh, được chưa, xinh nhất là này đó. Và về làm sao kể với thằng bạn ở cùng phòng, nó đi làm về muộn mà thằng này chưa được ngắm, được chưa? Thế nên thằng bạn sẽ đớt để ta chạy sang xem, và wow, oh my god, được chưa nhỉ? Đó, thì lúc đấy nó chỉ là vui thôi. Nhưng mà em nhớ xem nha, hành động là có chú ý, thì lúc đấy chúng ta phải dùng động từ làm sao có chú ý. Còn hành động là vô tình, chúng ta sử dụng là gì? Động từ là vô tình, it is gone. Giờ và hy vọng vừa rồi sẽ chia sẻ cho mọi người, mọi em có thể hiểu thế nào là từ miemasu, thế nào là từ miraremasu, thế nào là từ kikimasu, kikemasu, và thế nào là thằng từ kikoemasu. Mọi em nhớ nhá, đó. Và sẽ nhắc lại là miemasu và chúng ta có thằng từ kikoemasu là hành động không có chú ý, tức là vô tình cái gì đó nó đập vào mắt mình, hay vô tình cái gì đó nó đập vào tai mình. Còn chúng ta thằng từ miraremasu và kikemasu là mình làm sao cố tình đi tìm cái gì đó, mình cố tình nhòm nhìn cái gì đó, hoặc cố tình làm sao lắng nghe cái gì đó, được chưa? Đó, hai cái đấy nó là hoàn toàn khác nhau, thì các em hãy chú ý khi cách sử dụng để tránh trường hợp gây một cái ấn tượng gì đó không hiểu đối với lại người Nhật, được chưa? Người Nhật có khả năng người ta sẽ phân tích ra, nhưng mà khi mà lên đến N3, N2 mà mình vẫn còn đang nhầm lẫn hai cái này, thực sự nó là một điều vô cùng là khó chịu. Nó sẽ phản ánh việc là gốc không chắc, được chưa nhỉ? Đó, học ngữ pháp thú vị mà, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cấu trúc pháp tiếp theo một nhá. Đây là cấu trúc pháp là từ dekimasu, được chưa? Dekimasu là một cái cấu trúc ngữ pháp, nó được sinh ra để mang tính chất thể hiện là gì? Là cái gì đó được phát sinh ra này, cái gì được đó hoàn thành này, cái gì đó được làm ra này. Phần lớn đối với cấu trúc ngữ pháp còn là 4, chúng ta thường hay học cái là được hoàn thành là hoặc là được làm ra. Còn cái thường được phát sinh ra rất là ít khi sử dụng, nhưng mà đối với những trình độ cao hơn trong văn nói, người ta sử dụng rất là nhiều và nó thể hiện cái độ chuyên nghiệp lên cao rất nhiều. Và ngày hôm nay sẽ dạy tất cả luôn, được chưa? Đó, nó không khó đâu. Dekimasu nó diễn tả hành động đã hoặc đang được hoàn thành, địa điểm mà có vật đã hoàn thành sẽ được biểu thị bằng trợ từ ni, được chưa? Ví dụ như là ở sau Thái Bình đã có một cái ngôi chùa keo, đó
có một cái ngôi chùa tên là chùa Keo đã được xây dựng lên, thì ở đâu đó được cái gì đó hoàn thành, được xây dựng lên, chúng ta sẽ dùng danh từ địa điểm Ni và cái gì đó được hoàn thành, được chưa? Đó, ví dụ như là ở Osaka có một sân bay mới được xây dựng lên thì Osaka là Osaka Ni, được chưa nhỉ? Rồi, và ví dụ như là đây chúng ta sẽ nói là trước cửa tòa nhà có một công viên lớn được xây dựng lên, được chưa? Thì chúng ta sẽ nói là trước cửa tòa nhà có một công viên mới được, công viên lớn được xây dựng lên, thì trước cửa tòa nhà ấy nó là một cái địa điểm, và trợ từ nó phải là trợ từ Ni, và công viên lớn là gì? Okinawa Koen chẳng hạn, được xây dựng lên, được xây dựng lên, được hoàn thành. Lúc đấy chúng ta chỉ cần thay nó bằng động từ là gì đây? Tadekimasu, được chưa? Từ ở đây chúng ta thay từ biru, cho biru no mae ni là trước cửa của tòa nhà, biru no mae ni cho trước tòa nhà ấy. Thì ở đây trước tòa nhà nó là một cái nơi trốn, chỉ địa điểm mà có cái gì đó được xây dựng lên, thì nó được biểu thị bằng trợ từ gì đây? Trợ từ Ni, được chưa? Là Okinawa Koen, cho Oki không phải Oki, là Okinawa Koen ga, cho Okinawa Koen ga dekimasu. Thì dekimasu nó đã bao gồm cái nghĩa là được xây dựng lên, được hoàn thành rồi, được chưa? Đó, các em nhớ nhá. Thế chúng ta sẽ đọc là gì đây? Biru no mae ni Okinawa Okinawa Koen ga dekimasu, được chưa? Xin xin nói nhá. Giờ và tiếp theo là đã làm bài tập xong chưa? Giờ thì đây nó mang ý nghĩa là gì? Hoàn thành. Tức là shukurai ga dekimashita ka. Nếu mà chúng ta nói là từ shukurai ga dekimashita là tôi đã làm xong bài tập rồi, được chưa? Còn nếu mà chúng ta nói là từ shukurai ga dekimashita ka là cậu đã làm bài tập xong chưa, thì đây nó chính là câu gì? Mang tính chất đây là câu hỏi, được chưa? Nhớ nhá. Đó thì đơn giản thôi, chỉ cần là shukurai ga dekimashita ka là cậu đã làm xong chưa, thế thôi, không có gì đâu, đúng không? Rất là đơn giản. Và tiếp theo chúng ta qua đồng hồ này khi nào thì sửa xong, và câu trả lời là 3 ngày sau. Tức là cái đồng hồ này là từ kono toke này, khi nào là gì? Ichi này, sửa là gì? Shuri này, xong là gì? Có thể sửa xong là gì? Shuri dekimasu, được chưa? Ở đây nó là từ toke no shuri wa là cái việc sửa chữa đồng hồ ấy. Ichi là khi nào, dekimasu ka, dekimasu là gì? Hoàn thành. Chờ, thì ý nghĩa là khi nào hoàn thành, tức là khi nào thì xong. Rất là đơn giản, chúng ta hỏi là toke no shuri wa ichi dekimasu ka, và câu trả lời là gì đây? Mika ato ni, mika ato ni là gì đấy? Sau 3 ngày sau thì dekimasu sẽ được hoàn thành, được chưa? Đó. Rồi và tiếp theo chúng ta sẽ đến số 4 nào. Osaka ni ano atarashi kukou ga dekimasu ka. Thì Osaka là một cái gì đấy? Địa điểm. Địa điểm nơi có một cái gì đó hoàn thành, có một cái sân bay mới, nó được làm sao? Được hoàn thành nên là Osaka ni atarashi kukou ga dekimasu ka. Ở Osaka có một cái sân bay mới làm sao? Được xây dựng, được hoàn thành, được chưa? Giờ và tiếp theo là chúng ta sang đến số 5. Số 5 là từ reporto wa ichi dekimasu ka. Reporto wa ichi dekimasu ka là gì đấy? Báo cáo ấy thì khi nào sẽ được hoàn thành, tức là khi nào sẽ làm xong. Và các em chỉ cần hiểu sẽ dekimasu là hoàn thành, là làm xong. Thế lúc đấy chúng ta gọi là reporto là cái gì đấy? Báo cáo ấy. Ichi là khi nào, dekimasu ka khi nào sẽ hoàn thành, khi nào sẽ làm xong, đúng không? Đó. Giờ số 6 là chúng ta dịch là gì đấy mọi người? Chúng ta đọc nhá. Shigoto wa nonsenbu dekimashita. Thì lúc đấy chúng ta dịch là gì? Chủ ngữ là công việc ấy thì đã gì đấy? Hoàn thành, đã làm xong cả rồi, được chưa? Các em thấy là dekimashita rất là đơn giản, nó không có gì cả, được hoàn thành, được làm ra. Và nhớ sẽ xem là ở đâu đó được xây dựng, được hoàn thành gì đó, chúng ta sử dụng trợ từ là trợ từ ni, được chưa? Đó, ví dụ như là Osaka ni thì cả. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bonus thêm một cái nữa. Cái này nó là cái mà sẽ bảo là ở trong đời sống người ta thường rất là hay dùng. Nó là gì đây? Nó mang ý nghĩa là phát sinh. Giờ bây giờ chúng ta sẽ mang ý nghĩa là phát sinh. Thưa cô, em có việc đột xuất, em về trước được không? Bình thường chúng ta gọi là the sensei, yoji ga arimasu node saki ni kaete mo ii desu ka. Nhưng bây giờ ngày hôm nay chúng ta sẽ học một cách là chuyên nghiệp hơn. Người ta sẽ nói là từ sensei kyu ni. Kiu ở đây là gấp, là vội, chưa? Chú gấp, kiu kiu sạn này, đó, chứ là chữ gấp này. Sensei kiu ni yoji là việc bận. Cái này là từ yoji nhá, yoji là việc bận. Sensei kiu ni yoji ga dekite. Thì cái cụm từ yoji ga dekite này, dekimasu là được phát sinh, kiu là đột nhiên. Cô ấy, ok, đột nhiên là sao? Phát sinh ra cái việc bận, tức là đột nhiên em có việc bận, tức là em có việc bận đột xuất, được chưa? Saki ni kaete mo ii desu ka? Thì em có thể về trước được không? Đây là cái cách mà người Nhật người ta khá là hay dùng để biểu thị cái việc là gì? Tôi có việc đột bận đột xuất. Hoặc là bây giờ chúng ta sẽ gọi điện sang cho bên đối tác
Bởi vì sao? Ngày mai mình có việc bận đột xuất, mình không thể gặp người ta được. もしもし、すみません。じゃあ明日急に用事ができて、ごめんなさいけども、明後日でもいいですか? Đó. Thì xin xét, tôi rất là xin lỗi ngày mai là sao tôi đột xuất có việc bận rồi, có liệu có thể chuyển sang ngày kia được hay không? Chẳng hạn, được chưa? Đó, thì bây giờ nhá. Cứ khi mà có việc bận, lúc đấy chúng ta sẽ nói là từ 急に用事ができて. Ok ですか? Hay là cái thứ hai là tôi đã có người yêu rồi, được chưa nhỉ? Và khi mà nói là tôi có người yêu rồi, lúc đấy chúng ta sẽ nói là 恋人 là người yêu này. 恋人ができたんだ. Chứ できたんだ. Đó là tôi đã có người yêu rồi. Thay vì nói là できました, chúng ta nói luôn một cái là です. Nó thể hiện là gì? Trạng thái, lý giải. Và nói lên một cái điều lý do là tôi đã có người yêu rồi. 恋人ができました. Hoặc chúng ta còn nói là từ 恋人ができたんだ là gì đấy? Tôi có người yêu rồi. Ít đẹp cả. Đó. Và em nhớ xem một điều như thế nhá. Rồi đấy là できます. Rất là đơn giản thôi đúng không? Chúng ta nhớ có mấy nghĩa đấy. Một là phát sinh ra, hai là được hoàn thành, và ba là gì đây? Được làm ra. Thế thôi, được chưa nhỉ? Rồi và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cấu trúc phát là từ si cọ. Si cọ đây nó mang ý nghĩa là gì đây? Si cọ với động từ thể phủ định, tức là chỉ có động từ mà thôi, chứ chỉ có động từ. Và nhớ nhá, đằng sau động từ nó đã đi với si cả, nó luôn phải thể vô định. Rất là nhiều bạn quên mất không biết là từ si cả nó phải đi phải vô định. Và nhớ là đằng sau si cả, đằng sau nó phải phủ định, nó có động từ, được chưa? Biểu thị ý nghĩa chỉ có cái đó, ngoài ra thì không có cái nào khác, chứ chỉ có cái đó mà thôi. Chỉ có em, cuộc đời anh chỉ có em, được chưa? Hoặc là chúng ta thì tôi chỉ có tương lai tiền thôi, được chưa? Đó. Hoặc tôi chỉ có ước mơ này thôi, đó. Và si cả thì thường đi kèm với những từ chỉ lượng và nằm trong khâu phủ định để nhấn mạnh số ít, được chưa? Thường đi kèm những từ chỉ lượng nhé, thường thôi, chứ thường chỉ đi kèm những từ chỉ lượng và nằm trong câu phủ định để nhấn mạnh số ít, tức nhấn mạnh số ít. Tức chỉ có một người đi hát karaoke thôi, hoặc là gì? Chỉ có một người đồng ý tham gia thôi, hoặc chỉ có một người giúp đỡ tôi thôi, được chưa? Hoặc chỉ có một người được mang tên thôi chẳng hạn, đó. Hoặc một hai người cũng được, không vấn đề gì cả. Rồi và tiếp theo chú ý là trong câu si cả thì luôn mang ý nghĩa là phủ định, nhớ nhá, luôn mang ý nghĩa phủ định, tức là nó luôn phải là phủ định, đó. Và khác với đa kê ở chỗ là đa kê dùng ý nghĩa khẳng định. Đa kê cũng là chỉ, nhưng đa kê nó là đi với khẳng định, còn si cả nó phải là gì đây? Đi với thẻ là thẻ gì nhỉ? Ok, thẻ phủ định mọi người nhá. Dù như đây chúng ta sẽ xem nào. Đây là một cái biểu đồ mà chúng ta thường gặp những cái phó từ này. Đầu tiên nữa từ ma se là hoàn toàn không, chưa? Ma đà là vẫn chưa. Còn bắt đầu từ si cả với đa kê nó ở cái mức độ này. Si cả đa kê nó ở cái mức độ này, đó. Tức là cái mức độ là mức độ nó đang ở tầm tầm này. Si cả nó một số ít rồi. Thế là từ sư cô si thì ở đây của em biểu đồ của em thấy là sư cô si nó sẽ là sao? Nhiều hơn là thằng si cả, được chưa? Và thế là từ ma sự là gì? Có thì nó hơn rồi. Còn là từ yêu cự là gì? Rất nhiều. Thì đây là một cái biểu đồ nó mang tính chất nó thể hiện là cái mức độ tăng dần. Thấp nhất là gì? Ma sen hoàn toàn không có này. Ma đà là vẫn chưa này. Còn bắt đầu từ si cả đa kê là làm sao có nhưng chỉ có ít thôi. Còn sư cô si làm sao nó có nhưng mà có nhiều hơn thằng si cả. Còn mát sự là gì đây? Có thật rồi, được chưa? Còn chúng ta từ yêu cự là gì? Nhiều, rất nhiều. Đó, và em nhớ nhá, đây là cái biểu đồ, biểu thị. Thì nên chúng ta sẽ tập một chút. Và ngày hôm nay một trong những cái siêu ứng dụng của cấu trúc ngữ pháp, đấy là một trong những siêu ứng dụng của cấu trúc ngữ pháp là từ si cả cộng với động từ thể vô định. Sensei sẽ làm sao dành tặng cho tất cả các anh em FA để làm sao để đi tán gái, nhớ nhá. Sensei dành cho anh em FA một cái này và hãy cố gắng thể hiện năng lực tính chất của mình để đi chém gió với là gái, được chưa? Tuy nhiên đây chúng ta sẽ có là đó, ví dụ bây giờ chúng ta sẽ tỏ tình với một cô gái, chân tỏ tình với một cô gái. Chúng ta muốn nói là gì? Trong trái tim anh chỉ có một mình em thôi. Dạ. Thì lúc đấy chúng ta sẽ chỉ có và nhấn mạnh là cái số ít là gì đây? Chỉ có duy nhất một mình em. Thì lúc đấy chúng ta có từ watashi no kokoro ni wa. Tức là watashi no kokoro ni wa là gì? Trong trái tim của anh, được chưa? Thì anata là bạn. Shika imasen. Đó. Khi nói xong là sao? Quá là xuất sắc luôn, được chưa? Có gì xuất sắc hơn bằng cái việc là gì đây? Nói được cái câu này, nói bắt đầu lại nhìn tủm tỉm cười, được chưa nhỉ? Đó. Thế anh em FA nhớ nhá. Chúng ta tất nhiên là nếu mà chúng ta học với sensei từ N4 cho đến N3 thì em có vô vàn những cấu trúc pháp để chúng ta có thể chém gió với lại gì đây? Người Nhật, được chưa? Đó. Cố lên. Vỗ tay, được chưa? Rất là động lực. Rồi và tiếp theo chúng ta sang đến câu tiếp theo là ví dụ tối qua cậu ngủ ngon chứ? Không, tớ chỉ ngủ được khoảng 2 tiếng thôi. Tối qua cậu ngủ ngon chứ? Chúng ta hỏi thế nào nhỉ? Kino no ba gì đây? Yoku nemashita ka? Đúng không? Đó.
Kinono ba wa yoku netaremashita ga. À, đây là gì? Cậu đã có thể ngủ ngon chứ? Đó. Da nemas này, nó chuyển sang động thực khả năng neraremas này. Là chuyển sang thể cả neraremashita ga. Là ngày hôm qua cậu đã có thể ngủ ngon chứ? Được chưa? Ie nijikan gurai shika. Nijikan gurai là gì đấy? Chỉ khoảng 2 tiếng nhá. Nijikan gurai là chỉ khoảng 2 tiếng. Da shika là chỉ này. Neraremashita desu ga. Bố em thấy nào? Đây là si cả, đằng sau luôn đi với thẳng từ ma se. Là tôi chỉ đằng sau, chỉ có thể ngủ được là gì? 2 tiếng thôi, tức là cố gắng ngủ nhưng chỉ có ngủ được là 2 tiếng mà thôi, được chứ nhỉ? Hay là câu tiếp theo nào? Tối qua cậu uống nhiều không? Chứ nhỉ? Không, tớ chỉ uống một chút thôi. Thì một chút đây nó sẽ là từ gì đây? Sukoshi, được chứ nhỉ? Sukoshi là sao? Sukoshi dake. Đó. Và kino no ba wa takusan nomimashita ka? Là ngày hôm qua cậu sao? Cậu đã uống nhiều chứ? Ie, không. Sukoshi dake. Thì sukoshi nó sẽ nhiều hơn so với thằng từ shika, được chưa? Đó. Nhưng mà sukoshi nó sẽ nhiều hơn một chút nhá. Sukoshi dake nomimashita. Là tớ làm sao? Tớ chỉ uống một chút thôi, được chưa? Đó. Cái ý nghĩa là tớ hơi hơn một chút, nhiều hơn một chút đấy, được chưa? Chúng ta đọc bài nào. Kino no ba wa takusan nomimashita ka? Ie, sukoshi dake nomimashita. Ii desu ka? Dạ vâng, tiếp theo nào, chúng ta tớ chỉ mượn một chút thôi. Thì lúc đấy chúng ta sẽ dịch đọc là gì đây? Chutto dake okari shimasu. Đó, okari shimasu. Ý là gì cả? Thì cái này là okari shimasu. Cái này là động từ nó, cái này không phải viết sai đâu nhé. Nó là gì? Nó là gì? Là khiêm nhẫn ngữ. Được chưa? Nó là khiêm nhẫn ngữ. O đằng trước và shimasu đằng sau. Được chưa? Và đọc là từ chutto dake okari shimasu. Là tớ chỉ có mượn một chút thôi. Được chưa? Đó. Tiếp theo, ở đây về phần là dake luôn đi với khẳng định, còn shika phải đi với là gì? Phủ định đằng sau. Rồi, và tiếp theo nào, chúng ta sẽ cùng dịch câu này nhé. Bezoko ni tamago ga ikutsu arimasu ka? Là ở trong sao? Trong tủ lạnh có là sao? Bao nhiêu quả trứng? Được chưa? Ok. Futatsu shika arimasen. Đã là shika thì đằng sau luôn phải là phủ định. Em nhớ xem thế nhé, được chưa? Futatsu shika arimasen. Chỉ có làm sao? Hai quả thôi. Được chưa? Đó. Rezoko ni tamago ga ikutsu arimasu ka? Futatsu shika arimasen. Được chưa? Đó. Và câu số 5 là donna ryori ga tsukuremasu ka? Chúng ta là từ donna ryori là món ăn như nào? Tsukurimasu là nấu. Tsukuremasu ka là có thể nấu. Cậu có thể nấu món ăn gì? Dạ, cậu có thể nấu món gì? Kare shika tsukuremasen. Kare là món này, shika là chỉ này, masen là sao phải đi phủ định, được chưa? Chúng ta không được nói từ shika tsukuremasen mà là phải shika tsukuremasen. Rất là nhiều bạn quên mất cái cách masen này, đã nhớ dùng shika để quên mất masen rất là phí, được chưa? Đó là kare shika tsukuremasen, là tôi chỉ có thể làm sao, chỉ có thể tsukuremasen chuyển sang động thực khả năng là tsukuremasen, được chưa? Tsukuremasen là tôi chỉ có thể làm sao nấu được kare mà thôi. Ý là sao? Số 3, 7 năm. Sono mikan o hitotsu dake watashi kudasai. Được chưa? Đó. Làm sao? Cái quả cam ấy, làm sao? Hãy cho tôi, hãy cho tôi một quả. Hitotsu dake watashi kudasai là gì? Hãy cho tôi một quả cam thôi. Được chưa? Đó. Thế đây chúng ta từ dake, chúng ta luyện tập qua một chút nhé. Luyện tập dake để shika, chúng ta thể hiểu được nó rõ hơn. Dạ, và đấy là cái câu trung phát là từ shika. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến sang đến câu trung phát tiếp theo. Shika không gì có đúng không? Vậy nhớ shika giống dake, nhưng shika phải đi với phủ định, còn dake sẽ đi với khẳng định, được chưa? Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến câu trung phát cuối cùng trong ngày hôm nay là danh từ wa, tức là từ đối sánh. Đối sánh tức là gì? So sánh hai danh từ với nhau, được chưa? Ở đây và vẫn như mọi khi, xin rất là cảm ơn mọi người đã dành thời gian để lắng nghe cái bài giảng sẽ ở đây. Và có điều gì mà còn thắc mắc thì bọn em hãy comment xuống dưới, xin sẽ cố gắng là giải thích lại cho mọi người, được chưa? Và rất là mong mọi người hãy chia sẻ, hãy like và có thể là gì, subscribe để xin sẽ có thể có động lực nhiều hơn để làm ra những video tiếp theo. Và có những video tiếp theo hay không thì thật ra chỉ có phụ thuộc vào việc là có nhận được sự ủng hộ của mọi người hay không thôi. Chứ còn nếu mà sensei thực ra làm cũng được mà không làm cũng được. Nhưng mà rất là mong muốn được chia sẻ với mọi người, và khi được mọi người ủng hộ mình sẽ có nhiều động lực hơn. Động lực của mọi người là một cái thứ, cái sự cổ vũ mọi người là một cái thứ vô cùng là giá trị đối với những gì mà sensei mong muốn, được chưa? Ok, và cảm ơn tất cả mọi người, và xin chào hẹn gặp lại mọi người trong những chương trình lần sau. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại. Bye bye.